Ông Nguyễn Thìn Xuân, sinh năm 1927, chủ nhiệm câu lạc bộ chiến sĩ diệt rốt Nguyễn Văn Tố, được biết đến là người hết lòng cống hiến cho sự nghiệp xóa mù chữ, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí ở các phong trào Hội truyền bá chữ quốc ngữ Bắc Kỳ và Bình dân học vụ. Trong những năm tham gia phong trào dạy chữ cho người dân sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương và huy hiệu chiến sĩ diệt rốt. Gần 74 năm trôi qua, dù ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng những ký ức và xúc cảm về một thời sôi nổi của phong trào diệt giặc rốt dường như vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim ông Nguyễn Thìn Xuân. Ngay cái năm 45, dân khổ đến mức chết đói, cái cuộc chết đói 2 triệu người, thì trong đó cái thị xã Thanh Hóa là cũng khá nhiều, là vì nơi Nhật nó lấy đất để trồng đay, nhổ lúa đi trồng đay, rồi lấy đất xây dựng sân bay Lai Thành đi, khổ vô cùng. Trình độ văn hóa thì không được học, tuyệt đại bộ phận nhân dân là không có học, 95% dân số là không biết một thứ chữ gì. Muốn làm cái gì đấy mình phải viết cái đơn đi, đều phải đi nhờ, đi thuê người biết chữ viết hết. Người biết chữ là ít lắm. Vâng, quả thật đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Bởi sau cách mạng tháng 8 thì nước ta có tới 95% dân số mù chữ. Vậy ông và đồng đội đã làm gì để hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ toàn dân diệt giặc rốt? Bác Hồ đặt ra vấn đề là phải có cái ban để mà lãnh đạo công tác xóa mù chữ cho cả dân tộc. Ngày 8/9/45 thì Nhà Bình dân Học vụ đã được thành lập. Thì giám đốc Nhà Bình dân Học vụ đầu tiên đó là ông Nguyễn Công Mỹ, rồi đến cụ Vương Kim Toàn. Lúc bây giờ tôi vào tôi làm ở cái phần phụ trách việc học tập các cơ quan trung ương. Năm 45, năm 54 thì năm giải phóng. Nhưng mà thực tế ra mà nói thì những cán bộ của cách mạng lúc bây giờ là những người nông dân, là những người công nhân, trí thức về chữ viết là hầu như là rất yếu, rất ít. Ngày 3/9/45, trong phiên họp chính phủ đầu tiên của đất nước ấy, thì bác nói rằng là rốt là một thứ giặc. Thế ta có 3 nhiệm vụ phải làm, là chống giặc đói, chống giặc rốt và chống giặc ngoại xâm. Thì bác lại ra lời kêu gọi chống nạn thất học. Tôi tham gia dạy chữ là từ hồi truyền bá quốc ngữ năm 44, rồi tôi tham gia vào cái lớp dạy cho những người mù chữ. Nhiều người mù chữ không thể kể hết được. Ở gần tờ lúc bây giờ có cái rạp gọi là rạp Đồng Ấu, ta tụ tập trẻ con lại để hát, để làm văn nghệ, chỉ là truyền miệng thôi, các cháu nó phải học đó. Tôi lúc bây giờ còn được đi học, tôi đang học ở trường College ở Thanh Hóa, học lớp đệ tam. Và cả tỉnh Thanh Hóa thì có một cái trường ấy, như trình độ cấp 2 bây giờ ở đây thôi. Thế thành học mà tốt nghiệp được tú tài thì còn phải cả một quãng đường vừa học vừa dạy. Lúc bây giờ là tham gia dạy học ở cái đình phong trào truyền bá quốc ngữ, nó đã phát triển vào Thanh Hóa rồi. Cụ Nguyễn Văn Tố đấy thì đã đẩy mạnh hoạt động dạy xóa mù chữ ở Thanh Hóa rồi. Tôi tham gia công tác tuyên truyền là nhiều lắm, vì là cách mạng phân công mà, tuyên truyền kháng chiến, tuyên truyền về cách mạng lúc bây giờ. Khi đi dạy chữ và tuyên truyền kháng chiến cách mạng, chắc hẳn ông và đồng đội đã gặp không ít những nguy hiểm và khó khăn. Thế những người tham gia dạy là những người phải dũng cảm lắm, tôi xin nói thực với. Tại vì Lôi Thôi nó bắt ngay, thông đốc cho cụ Tố chỉ được tổ chức các lớp xóa mù chữ ấy 3-4 người thôi, 5 người là đã không được phép rồi. Nó sợ dân tộc mình biết chữ, văn minh đọc được sách báo nước ngoài không khảo được để chống lại nó. Cho nên đồng chí Võ Nguyên Giáp có nói rằng là lúc bây giờ là đi dạy truyền bá quốc ngữ là đi làm cách mạng rồi đấy. Lôi Thôi nó bắt ngay. 2 năm sau tôi bắt đầu chuyển sang công tác tuyên truyền, vì cũng là người có chữ mà,
Thế thành là nhận thức về tuyên truyền cũng dễ dàng. Tuyên truyền cho cách mạng, tuyên truyền cho kháng chiến, rồi tuyên truyền cả cái thời kỳ phá rỡ cả một cái tỉnh, cả một thị xã làm vườn không nhà trống. Sau rồi thì tôi được tỉnh ủy Thanh Hóa biết, mới ra một cái quyết định là giao cho tôi là ban cán sự phụ trách cái trường dân lập đầu tiên ấy. Phải đấu tranh để phá một cái âm mưu của địch. Lúc bây giờ ở thị xã Thanh Hóa có cái trường Petrushki đấy, nó tập hợp các thanh niên lấy trường đơn làm nội dung để dạy học. Thế cho nên tỉnh ủy Thanh Hóa ra quyết định là phải phá vỡ cái âm mưu đó, phải rút được tất cả cái thanh niên của mình để vào học ở cái trường ấy, ra thành lập cái trường dân lập đầu tiên. Đây, trường Đảng Lưu Thông. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cuộc sống của người dân vô cùng khổ cực, thiếu thốn. Vận động người dân đi học đã khó, để duy trì được lớp học càng khó gấp bội. Thế nhưng, không vì thế, ý chí của ông Nguyễn Thìn Xuân và đồng đội nản đi mà lại càng quyết tâm khắc phục khó khăn, dạy chữ cho người dân. Không có trường lớp thì có đình, miếu, chùa, thậm chí nhà nào có sân rộng cũng có thể thành lớp học. Không có giấy viết thì rải cát xuống nền, làm vở, viết cả lên gióng tre. Đi tới đâu, nhìn chỗ nào cũng thấy chữ để mọi người dân có thể học. Phong trào học chữ phát triển sôi nổi trong cả nước. Thưa ông, khi mà mở các lớp dạy chữ thì người dân đã hưởng ứng phong trào này ra sao thưa ông? Lúc bây giờ Hà Nội có phong trào, cứ đến tối thứ hai, tối thứ năm là tất cả các cơ quan phải đi học. Và từng cơ quan trung ương mà lúc bây giờ tôi phụ trách phải thành lập ban học tập. Các cơ quan trung ương ấy có khi là bộ trưởng, là trưởng ban học tập, hay là thứ trưởng, hay là ít nhất là tổ trưởng đứng ra rồi kêu gọi tất cả mọi người đi học. Đi học lúc bây giờ phong trào nổi bật lắm. Ở quan trung ương đấy, đèn nó cứ như sao xa. Đúng, tối thứ hai, tối thứ năm thắp đèn đi học, thành phong trào nó vui lắm. Khách nước ngoài đến thăm ở Việt Nam mình đấy, thì họ thích nhất là cái phong trào ấy. Phong trào mà toàn dân đi học, một cái phong trào mà cứ tối đến thì thấy người lớn, trẻ con, người già cũng đi học, ai nấy đều học, ai nấy đều dạy. Bây giờ phong trào nó vui lắm. Nghe ông kể, cháu cũng cảm nhận được việc dạy và học thời bấy giờ rất sôi nổi. Trong quá trình dạy học thì kỷ niệm nào khiến ông nhớ mãi ạ? Kỷ niệm mà nhớ nhất là trông thấy trẻ con lớp đồng Âu ấy mà. Tôi vào những cái buổi mà không phải tập duyệt, tôi dạy. Dạy xong rồi thì dần dần biết đọc, biết viết, biết ghi chép lại lời của người hướng dẫn, cách hát. Từ đấy học hát nó dễ hơn. Thì tôi mừng lắm, lúc bây giờ thấy là mừng. Mà trẻ con cũng mừng. Mà ngay cả những cái người tổ chức ra, họ cũng rất mừng rằng đấy, các cháu nó biết đọc, biết viết, bây giờ nó học giỏi thế. Tôi cũng tham gia nhiều. Tôi ấy thì thường là làm các quản lý. Có lúc tôi làm hiệu phó trường bổ túc văn hóa cán bộ công nông của Hà Nội, về làm việc rèn luyện cho họ để họ tốt nghiệp được cấp 3 và để đưa đi đào tạo ở nước ngoài. Mà trong cái chuyện này vui nhất, chúng tôi có tham gia dạy cho các diễn viên biểu diễn văn nghệ, đóng kịch, làm phim đấy. Trong học họ đóng kịch đến giai đoạn lịch sử nhất định như thế thì họ không biết được, họ không đọc, không viết được, để mà biết cái quá trình lịch sử lúc bây giờ như thế nào và để mình thể hiện cho nó đúng, cho nó sinh động. Thế thành họ thích lắm. Hay là tôi lấy ví dụ, khi tôi phụ trách trường bổ túc văn hóa số 19 của cơ quan trung ương mà cả thứ trưởng đi học, tại vì những cái đó là rất là kịp thời với công tác ở cơ quan, giải đáp cho được rất nhiều cái điều. Tối thứ hai, tối thứ năm nào cũng phải dành ra để đi học, quyết tâm mà học. Ngay cả cán bộ các cửa hàng trưởng nội đấy ghi chép không làm được đấy, sau này học rồi thì biết tính có con số, biết cộng, biết trừ, giúp cho mình công tác bán hàng được nhẹ nhàng, được tốt hơn nhiều.
Với những đóng góp như vậy thì phần thưởng mà ông đã nhận được là gì thưa ông? Tôi tham gia qua hai cuộc kháng chiến, cuộc kháng chiến chống Pháp thì tôi được tặng huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3. Đến khi về hưu thì được tặng cái huân chương kháng chiến hạng nhất cả chống Pháp chống Mỹ. Các huy hiệu thì nhiều lắm, huy hiệu chiến sĩ diệt dốt này, rồi là các huy hiệu khác mà tôi tham gia công tác thì họ tặng nhiều lắm. Thưa ông, như ông đã chia sẻ, sinh thời Bác Hồ nói rằng dốt là một thứ giặc. Như ông thì trong quá trình hoạt động phong trào bình dân học vụ, sau này làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã từng trăn trở rằng cái dốt là một trong những cản trở con đường đi lên của dân tộc ta. Vậy theo ông, muốn đẩy lùi, xóa bỏ cản trở này thì vấn đề cốt lõi của giáo dục hiện nay là gì ạ? Tôi vẫn thấy có cái điều tôi phân vân thế này. Tình hình mù chữ vẫn không phải đã hết, vẫn còn khá nhiều. Các nơi họ tự tổ chức ra các lớp học, họ mời những người biết chữ ra dạy cho họ. Tôi thích những cái lớp học đó lắm. Và nhiều nơi làm được như thế. Thế nhưng mà cũng có nhiều nơi không tổ chức được, yếu lắm, ít lắm. Trong cuộc đời của tôi đấu tranh, tôi tổ chức 2 lần hội thảo. Một lần hội thảo góp ý trước cái tình hình là Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng là bây giờ dạy bổ túc văn hóa như thế có thể gắn liền với giáo dục phổ thông. Cho nên có chủ trương là sáp nhập lại là một hội đồng 2 nhiệm vụ đấy. Thì tôi tổ chức một cuộc hội thảo là phát biểu rằng cần phải duy trì cái ngành giáo dục thường xuyên thì mới có thể xóa mù chữ cho dân tộc. Là vì ngành giáo dục thường xuyên đi sâu vào lãnh đạo về cái người mù chữ và xóa mù chữ. Và chủ trương từng giai đoạn một như nào thì phải có cái cơ quan nghiên cứu, chăm lo để họ học tập được từng bước một, từ chỗ xóa mù chữ rồi lên cấp 1 rồi đến phổ cập giáo dục tiểu học. Thì phải có ngành giáo dục thường xuyên này duy trì thì mới chăm lo được, mới tổ chức các lớp để chăm lo được cho họ từng bước một. Bộ Giáo dục tổ chức sửa đổi luật giáo dục thì chúng tôi cũng lại tổ chức một cái hội thảo đề nghị giáo dục thường xuyên phải được coi như một hệ thống. Khi cần thiết có những vấn đề gì đấy thì chúng tôi phát biểu với bộ. Trong giai đoạn hiện nay thì ông có nhắn nhủ gì về công tác xóa mù chữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa? Càng về sau, càng chú ý nhiều đến người phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi mừng lắm, đó là cái đội ngũ quân hàm xanh, đội ngũ bộ đội, biên phòng đấy. Họ bám theo con người ấy, họ dạy học, họ tổ chức thành lớp học. Đó là cái lực lượng giúp cho ngành giáo dục giải quyết được rất nhiều những vấn đề giáo dục cho bà con ở vùng sâu, vùng xa tốt nhất. Mà không phải chỉ vùng sâu, vùng xa nữa, lại còn trên mặt nước nữa. Bộ đội biên phòng dạy cả những người công tác sống ở trên sông, trên nước, những người rất khó tổ chức thành lớp học được. Cảm ơn ông Nguyễn Thìn Xuân về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Thìn Xuân năm nay đã 92 tuổi, mặc dù tuổi cao nhưng vẫn nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục. Ông đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp chồng người. Ông luôn trăn trở nền giáo dục đã có những bước tiến mới, điều kiện học hành cải thiện hơn xưa rất nhiều, nhưng vẫn còn có những trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trẻ em vùng sâu, vùng xa, chưa biết chữ, chưa được đến trường, thì công tác xóa mù chữ vẫn chưa hoàn thành. Nếu có thể áp dụng hiệu quả những kinh nghiệm của phong trào xóa mù chữ xưa, làm được theo lời dạy của Bác, người biết dạy người không biết, người biết nhiều dạy người biết ít, thì khó mấy cũng sẽ thành công.